Video các bác đang xem được tài trợ bởi cơ sở đồ gỗ nội thất của Nong, cơ sở chuyên sản xuất, buôn bán các loại đồ gỗ nội thất phòng khách, không gian hiện đại như các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được yêu thích nhất năm 2021, giá thành chỉ từ 5,5 triệu đồng. Các bác liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hiện tại thì trên thị trường cũng có khá nhiều các dòng máy điều hòa treo tường khác nhau. Thì tuy nhiên thì có một dòng máy điều hòa mà không phải treo tường mà được rất nhiều các bác lựa chọn trong dịp năm 2021. Đó là cái mẫu điều hòa di động mọi người nhé. Ngoài điều hòa treo tường ra thì các bác có thể lựa chọn thêm điều hòa di động. Trong điều hòa di động thì sẽ có thêm nhiều lựa chọn thêm cho các bác. Khi mà mọi người không cần phải lắp đường ống hay là dây dợ treo trên tường giống như có một cục nóng cục lạnh. Thì điều hòa treo tường thì nó có tích hợp điều hòa di động, nó tích hợp sẵn cái cục nóng ở bên trong cái điều hòa di động rồi. Thì bên siêu thị điện máy Becomax bên em đang có hai mẫu điều hòa, đó là điều hòa của Capper và một mẫu điều hòa của Persenco, là hai dòng điều hòa di động người nhé. Dòng điều hòa Persenco thì giá thành nó khá là cao, giá tận 19.990.000 cơ. Thì dòng này thì ít người mua hơn, và mua nhiều nhất chính là con điều hòa di động của Capper này. Dòng điều hòa nhỏ gọn, chiều cao của nó chỉ rơi vào 60 phân và chiều ngang, bề ngang, bề rộng của nó chỉ rơi vào 30 phân mà thôi. Con này thì mọi người có thể di chuyển được mọi người nhé. Đây, nó có bánh xe thì các bác có thể đẩy đi đẩy lại được, rất chi là tiện lợi. Cánh của nó là cánh gió ở phía đằng trước này, có thể các bác chỉnh bằng tay được. Dòng của Capper mọi người nhé, phía đây là phía mặt trước của nó. Mặt ria sườn thì cũng là mặt màu trắng. Bên phía đằng sau thì các bác sẽ có thêm phần để lắp thêm phụ kiện ở đằng sau này. Các bác gỡ cái này ra và lắp cái phụ kiện của nó sẽ bao gồm là một cái ống thổi gió nóng ra bên ngoài. Ống này thì máy nó sẽ đi kèm tầm độ 2 mét, và một đường ống thoát nước nữa. Các bác có thêm đường ống thoát nước ở đây nữa. Tất cả thì đều có đi kèm trong máy rồi. Đấy, con này thì có chức năng là thổi gió cho phòng tầm độ 15 mét vuông trở xuống. Công suất của nó chỉ rơi vào 9.000 BTU mà thôi. Đấy. Bảng điều khiển của nó thì sẽ là bảng điều khiển bằng điện tử, chứ không phải bảng điều khiển cơ. Trên mặt của nó sẽ là bảng điều khiển điện tử mọi người nhé. Có tăng giảm nhiệt độ này, nút thời gian này, auto này, chế độ ngủ này, chế độ quạt gió này, nút nguồn và các cái phím chọn chức năng của mà điều hòa. Dòng này thì có model là PC-09TL33. Hiện tại thì vào cái thời điểm hiện tại em đang quay thì giá nó rơi vào 5.690.000 mọi người nhé. 5.690.000, hàng nhập của Thái Lan, bảo hành cho các bác là 36 tháng và lối 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu mà máy gặp lỗi của nhà sản xuất. Cái con này thì chạy là ga 410 mọi người nhé. Chạy ga 410. Đấy, rất chỉ là nhỏ gọn và tiện lợi. Các bác có thể đẩy đi đẩy lại được, rất chỉ là tiện lợi. Bánh xe ở phía dưới đây, nó có bánh xe mọi người nhé. Dòng này thì bên em đang bán rất chạy trên thị trường vào hè năm của 2021, giá rơi vào 5.690.000. Các bác đã sở hữu được chiếc điều hòa này rồi. Điều hòa này thì dùng cho những cái phòng mà các bác không có nơi để lắp cục nóng ở bên ngoài thì mình dùng con này nó tiện, và mình có thể di chuyển được trong phòng. Khi các bác muốn ló ra phần giường ngủ hoặc là phòng khách thì các bác có thể đẩy ra được ngoài. Nó không treo yên một chỗ giống như là dòng điều hòa treo tường như thế này. Đấy, nó có đặc thù là như vậy. Và giá thành của nó cũng rất là rẻ. Giá của nó là 5.690.000 và không có phải lắp đặt gì cả. Đấy, đặc thù nó là không phải lắp đặt nên là cũng tiết kiệm được cái phần chi phí lắp đặt cho các bác. Và bảo dưỡng bảo trì con này thì rất là đơn giản. Hết ga thì mình nạp ga thôi. Còn đa số thì nó sẽ không có gặp vấn đề gì cả. Đấy. Nếu mà các bác có nhu cầu mua sắm con này có thể liên hệ trực tiếp với website comac.vn để bên em giao hàng cho các bác nhé. Tôi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.